Xin chào các bạn, hôm nay thì DCVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái dòng camera E-mount Ranger 2. Thì mình đi qua giới thiệu một chút về con camera này. Đầu tiên thì ở mặt sau của nó sẽ có ổ cắm mạng LAN trong trường hợp mà camera không thể kết nối được với Wi-Fi. Ổ bên cạnh là ổ cắm nguồn. Còn về mặt trước, khi mà chúng ta vuốt lên sẽ có nút reset và khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ nhớ thì khi chúng ta cắm thẻ nhớ vào, chúng ta có thể xem lại được các hành trình mà camera ghi lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt. Thì đầu tiên chúng ta phải cắm nguồn cho camera. Sau khi cắm nguồn thì đèn điện có báo đèn đỏ. Chúng ta đợi một chút thì camera sẽ quay 360 độ để khởi động. Sau khi camera quay 360 độ khởi động thì chúng ta sẽ reset thiết bị. Ok, bước tiếp theo chúng ta sẽ reset thiết bị. Chúng ta sẽ giữ vào cái nút reset này đến khi đèn xanh này báo là đèn đỏ. Ok. Như vậy đèn xanh đã mất và chúng ta đợi một chút thì đèn đỏ nó sẽ lên. Bước tiếp theo, chúng ta mở smartphone của mình lên. Chúng ta sẽ mở App Store. Với những bạn sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn sẽ mở CH Play. Tải phần mềm Email Line. Các bạn tải đúng phần mềm Email Line này. Sau đó mở phần mềm lên. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản. Các bạn ấn vào đăng ký. Sau đó chọn quốc gia. Các bạn sẽ chọn Việt Nam. Sau đó ấn tick ở trên góc màn hình. New. Nhấn tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta cần nhập số điện thoại. Khi nhập số điện thoại, các bạn lưu ý bỏ số 0 ở đầu tiên đi và nhập những số ở đằng sau số 0. Sau đó nhập mật khẩu. Tích vào tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận quyền riêng tư. Nhấn vào mã xác nhận. Chúng ta đợi một chút thì mã xác nhận sẽ được gửi về. Như vậy là mình đã nhận được mã xác nhận. Nhấn OK. Chúng ta đã hoàn thành bước đăng ký thành công một tài khoản email. Nhấn sau đó. Bước tiếp theo chúng ta ấn vào dấu cộng trên góc màn hình. Ở dưới cái con camera này nó có cái mã QR. Chúng ta sẽ quét mã QR lên. Nhấn tiếp theo. Nhấn tiếp theo. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi. Trong trường hợp mà Wi-Fi ở trên chưa đúng thì chúng ta sẽ ấn vào mũi tên hai chiều để đổi Wi-Fi và nhập mật khẩu. Nhấn vào nhớ mật khẩu và nhấn tiếp theo. Con camera có nhấp nháy đèn màu xanh, chúng ta ấn vào đèn màu xanh lá đang nháy chậm
nhấn tiếp theo, tiếp tục nhấn tiếp theo. Trong quá trình truyền sóng âm thanh, các bạn lưu ý để hai thiết bị ở gần nhau nhất có thể và để âm lượng ở mức to nhất. Chúng ta đợi một chút thì camera đang được cấu hình. Như vậy đã thêm thành công camera vào ứng dụng. Chúng ta sẽ đặt tên cho thiết bị. Nhấn xong. Nhấn sau đó. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào camera này để xem. Như vậy là chúng ta đã xem được camera. Thì hiện tại ở trên màn hình thì chất lượng hình ảnh là chất lượng SD. Chúng ta muốn chuyển sang chế độ HD, chúng ta sẽ ấn vào chữ SD ở giữa này. Đó, thì nó sẽ chuyển sang chế độ HD. Bây giờ chúng ta muốn nghe âm thanh từ con camera này phát ra, chúng ta ấn vào cái loa bên phải này. Alo. Alo. Tại vì hai thiết bị nó đang ở quá gần nhau nên là tiếng nó hơi vọng, mình phải tắt loa đi. Trong trường hợp mà các bạn muốn truyền âm thanh từ điện thoại này qua camera, chúng ta sẽ ấn vào speak ở giữa đây, cái mic này. Alo. Đó, mình có ấn alo và camera cũng đã phát ra tiếng động. Chúng ta muốn chụp ảnh màn hình thì chúng ta ấn vào cái máy ảnh bên tay trái đây, còn ngược lại là quay video ở bên tay phải đây. Camera này thì nó xoay được 360 độ. Nếu các bạn muốn xoay 360 độ để xem các cái khung cảnh ở xung quanh, chúng ta ấn vào cái mũi tên 4 chiều ở dưới. Sau đó điều chỉnh lên xuống. Mình chỉnh lên này, sang trái này, sang phải này, xuống này, xuống này, lên này, xuống này. Đó. Ok. Thì trong trường hợp mà các bạn có gắn thẻ nhớ vào camera mà muốn xem lại thì các bạn ấn vào xem lịch sử ghi. Sau đó nhấn vào hình thẻ nhớ ở bên phải. Sau đó chọn ngày và chúng ta xem lại. Thì tại vì con camera này mình không có gắn thẻ nhớ nên là mình không thể xem lại được. Tiếp theo, nếu các bạn muốn chia sẻ camera này cho bạn bè hay người thân trong gia đình thì chúng ta sẽ ấn vào góc ở trên này có mũi tên nào. Các bạn ấn vào rồi nhấn chia sẻ thiết bị. Tại đây, các bạn sẽ nhấn thêm. Sau đó, nhập tài khoản email. Các bạn lưu ý, khi nhập tài khoản email, các bạn sẽ nhập mã vùng 84. Sau đó, nhập số điện thoại tiếp theo đằng sau số 0 vào. Giống như khi mình đã lập tài khoản thì mình cũng có mã vùng 84 và nhập những số đằng sau số 0. Ok, sau đó các bạn ấn tiếp là các bạn đã chia sẻ được thiết bị cho người thân. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và sử dụng cái dòng email Ranger 2. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình mà cài đặt cũng như là sử dụng cái dòng email Ranger 2.